Rồi hello anh em mình nha, đây Sibo anh em ở dưới Kiên Giang đem lên canh săn lửa bóng móng anh em. Đó, xe chính chủ anh em. Xe đã định danh, xe nguyên con 99 lồng lỗ zin. Mình bốn món ăn chơi nha, lưỡi gà, IC, bình xăng Nova. Ba món ăn chơi chứ. À, mua bình sườn lên, mua bình sườn zin chứ mình không lên mua bình sườn vào chơi anh em. Bình xăng Nova chính hãng nha anh em, chứ không phải bình xăng Nova pha ke đâu nghe. Nè lồng lỗ đó, nguyên cục máy Sibo này, nó lồng lỗ này. Xe nguyên con 99. Bình xăng đây Nova chính hãng, lưỡi gà zin làm phím carbon xịn nha anh em. Lưỡi gà zin đi xe tour, đi xe mở tour. Xe chạy về anh em ơi.